Bóng đá Thái Lan tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp khi xảy ra sự cố ẩu đả trong trận chung kết Cúp Quốc gia Thái Lan vào tối ngày 28 tháng 5. Bóng đá Thái Lan lại ẩu đả, cầu thủ đánh huấn luyện viên và nhận cái kết đắng trong trận chung kết Cúp Quốc gia Thái Lan vào tối ngày 28 tháng 5. Buriram United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bangkok United để giành chức vô địch. Chuyện không có gì để nói nếu như ở thời điểm bù giờ, trận đấu không xuất hiện sự cố ẩu đả. Trong tình huống tranh cãi, tiền đạo Jonathan Bologna, người hùng của Buriram United với hai bàn thắng, đã to tiếng với trợ lý huấn luyện viên Rungrat Pumchachek bên phía Bangkok United. Sau đó, Jonathan Bologna đã đấm vào mặt đối thủ. Theo ghi nhận của báo Thái Lan, ở thời điểm rời sân, Jonathan Bologna đi ngang qua băng ghế dự bị của đối thủ. Ông Rungrat Pumchachek đã buông lời khiêu khích khiến cho tiền đạo người Congo nổi giận. Không kiềm chế được bản thân, Rungrat Pumchachek đã lao vào ăn thua đủ với đối phương. Vụ việc này châm ngòi tranh cãi giữa hai bên. Sau khi dẹp yên tình hình, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ với Jonathan Bologna. Điều đáng nói, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Buriram United vô cùng tức giận với hành động của chân sút người Congo và họ đã quyết định để cầu thủ này ra đi. Chủ tịch câu lạc bộ, ông Niwin Chichok cho biết Jonathan Bologna là cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, cậu ta không thể ở lại Buriram United vì cách hành xử như vậy. Là một cầu thủ, bạn luôn phải học cách kiềm chế bản thân. Đó là lý do tôi quyết định để Jonathan Bologna ra đi. Câu lạc bộ Buriram United nói riêng và bóng đá Thái Lan đang mạnh tay chống lại nạn bạo lực sân cỏ. Còn nhớ, trong trận chung kết SEA Games 32 vừa qua, các cầu thủ U22 Thái Lan đã có màn hỗn chiến với U22 Indonesia. Hệ quả, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã phạt nặng những thành viên tham gia vào vụ ẩu đả. Ba thành viên trong ban huấn luyện là huấn luyện viên thủ môn Prasovchok Chokmo, các chuyên viên kỹ thuật may Madada và Pachaut Wong Sariwek đều bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong một năm. Hai cầu thủ là thủ môn Sophonwit Rakin và tiền vệ Thirapak Ruana bị cấm 6 tháng.